Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhonagin Khurelsukhir, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2024. Đúng 14 giờ chiều nay, ngày 30 tháng 9, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Subarer, thủ đô Ulaanbaatar. Tổng thống Mông Cổ Ukhonagin Khurelsukhir chủ trì lễ đón. Tổng thống Mông Cổ Ukhonagin Khurelsukhir đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Thiếu nhi Mông Cổ đã tặng hoa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau đó, Tổng thống Mông Cổ Ukhonagin Khurelsukhir mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Mông Cổ. Tiếp đó, Tổng thống Ukhonagin Khurelsukhir mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng duyệt đội danh dự. Lễ đón có sự tham gia của quan chức Việt Nam và Mông Cổ, cùng đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Mông Cổ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký sổ khách danh dự với nội dung ghi lưu bút sổ khách danh dự tại cung nhà nước Mông Cổ. Việt Nam Mông Cổ đã đi qua chặng đường tròn 70 năm với những thành tựu hợp tác phát triển quan trọng. Hôm nay, Tổng thống Mông Cổ và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam cùng tuyên bố nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ. Điều này sẽ mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới, thực chất, hiệu quả, toàn diện và lâu dài hơn vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Chúc đất nước Mông Cổ phồn vinh, nhân dân Mông Cổ hạnh phúc. Chúc tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc đời đời bền vững. Ngay sau lễ đón, Tổng thống Mông Cổ Ukhonagin Khurelsukhir tiếp riêng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong nhà lều danh dự, theo nghi lễ truyền thống của người Mông Cổ.